Hey anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Và như anh em biết rồi đấy, trước đây thì mình đã từng review cho anh em về con 3080. Và nói chung thì đây là cái con card có thể cân hết được những cái tựa game 4K ở một cái mức setting là full ở thời điểm hiện tại. Và mức giá của nó cũng khá là hợp lý so với cái phiên bản trước là 2080 Ti. Thì với hiệu năng cao và mức giá thì cũng rất là ok, chỉ khoảng 30 triệu đồng. Và nhưng mà có một vấn đề là hiệu năng tốt và giá thành như vậy. Thế cho nên là anh em game thủ săn đón rất nhiều. Và nói trắng ra hiện tại thì đang rất là khan hàng. Và ít nhất là cũng phải đợi đến tầm 2021 thì chúng ta mới có cái lượng cung hàng dồi dào để mà anh em có thể mua được một cách dễ dàng cũng như có mức giá hợp lý hơn khi mà vaccine được bán ra thị trường và Covid hết dịch. Đấy, về cơ bản là thế. Và mặc dù là hàng hóa nó khan hiếm như vậy nhưng mà rất yêu là hãng vẫn gửi cho mình hàng sample. Thì hiện tại mình đang có ở đây là con Aorus Xtreme RTX 3080, hàng sample thôi. Nhưng mà về cơ bản thì mình sẽ review cho anh em trong video này sức mạnh của con RTX 3080 Aorus Xtreme này. Nói chung là để so sánh Aorus Xtreme 3080 so với các cái phiên bản thấp hơn như là Eagle OC thì hiệu năng nó chỉ chênh lệch khoảng một chút. Tuy nhiên thì anh em sẽ phải bỏ ra thêm 7 triệu đồng để sở hữu cái phiên bản Aorus Xtreme này. Và tất cả những gì anh em sẽ có khi mà bỏ ra thêm 7 triệu đồng cho cái hiệu năng này, anh em sẽ có thêm một cái figure nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đây là của phiên bản mới chứ không phải của phiên bản chứ không giống như năm ngoái là chúng ta sẽ có một con finger nó hơi bị to và thô kệch như này. Với các bạn thì nhìn nó ngầu hơn nhưng mà không thể nào yêu bằng con này. Ngoài ra thì anh em cũng sẽ có cái hệ thống đèn RGB được làm đẹp hơn và có một điều đặc biệt là cái màn hình LCD ở đây rất là sắc nét và rất là đáng tiền. Tổng quan về thiết kế thì anh em sẽ có một con cạc như anh em nhìn thấy rất to, dày, dài và đen nữa. Và nói chung là Aorus Xtreme 3080 thì nó to như vậy vì nó chiếm đến tận 4 slot và chiều dài của nó là 319mm. Thế cho nên là anh em không thể nào gắn trên những cái case MATX mà phải gắn ở trên những cái case ATX trở lên. Thế cho nên, đương nhiên là ITX thì chúng ta không thể gắn được rồi. Mặt trước này thì vẫn sẽ là ba quạt quen thuộc nằm ở ngay chính giữa. Hai bên như anh em nhìn thấy ở đây đó chính là cái logo Xtreme cùng với những họa tiết tạo ra cái điểm nhấn và đương nhiên là đèn RGB rồi. Và ở phía mặt trước này thì toàn bộ phần kim loại được làm đen nhám nên là anh em sẽ không lo bám bẩn hay là cháy xước. Nó có một cái điểm chú ý là nếu anh em sở hữu con cạc này thì có một cái góc nhỏ nhỏ ở trên này này thì nó là làm bằng nhựa, thế cho nên nó rất là dễ xước. Và đây bây giờ mình sẽ quay sát cho anh em, như anh em có thể nhìn thấy nó đã xước rồi. Nhưng mà cái điểm thú vị nó không nằm ở mặt trước dù cho là nhà sản xuất đã khá là xông xênh khi mà trang bị cho anh em rất nhiều đèn RGB, nói chung là rất là lập lòe ở cái phía mặt trước này rồi. Nhưng mà cái điểm đặc biệt thì như mình đã nói, chúng ta sẽ có một cái màn hình LCD với kích thước là 1.5 inch. Anh em có thể để lên đấy những cái hình ảnh theo sở thích, có thể là để thông số card này, text này, ảnh hay là kể cả là ảnh động, mọi thứ đều có thể được hiển thị trên cái màn hình này. Mà không những là ảnh JPG thông thường, phần mềm còn cho phép nhận cả những cái file PNG hay là BMP. Anh em sẽ phải căn chỉnh một chút sao cho ảnh của anh em nằm chính giữa đúng gọn vào cái màn hình LCD này. Về phần ảnh động thì cũng khá là thú vị, anh em có thể download một số cái GIF meme hay là những cái GIF mà anh em thích để đưa vào màn hình. Thời gian để upload GIF trên màn hình thì theo mình thấy nó khá là lâu và trung bình vào khoảng 5 đến 10 phút. Và để làm được cái điều này thì không hề khó, mọi thứ đều được tích hợp thông qua RGB Fusion. Cũng như là anh em có thể dễ dàng điều chỉnh cả đèn LED với 16,7 triệu màu và 11 hiệu ứng chuyển động khác nhau. Do là có cái màn hình LCD như mình đã nói thì nó nằm ở vị trí như thế này. Thế cho nên là mình suggest anh em là nên để ngang thì chúng ta có thể show được màn hình cũng như là cái đèn RGB có thể phản xuống dưới cái tấm nguồn hoặc là bên dưới để tăng thêm cái hiệu ứng. Và ngoài ra thì khi mà để úp cái quạt xuống như thế này này thì cái hiệu năng tản nhiệt nó cũng sẽ tốt hơn. Về cái phần tản nhiệt thì khác với những cái phiên bản 3080 khác thì ở đây Aorus Xtreme sử dụng cái công nghệ là xếp chồng quạt và ở dưới hai cái quạt ở hai bên này này chúng ta sẽ có cái tấm lưới clo. Và cái điều này sẽ giúp cho cái gió được tỏa đều xung quanh con cạc hơn và tăng cái hiệu năng làm mát. Ngoài ra thì anh em sẽ có một cái quạt ở giữa sẽ quay ngược lại đây này, quay ngược lại thì nó sẽ giúp cho cái luồng gió nó không bị loạn và làm giảm cái hiệu năng tản nhiệt đi. Về phần gió sẽ được thổi thẳng từ trên xuống đến những cái tấm tản nhiệt và cùng với đấy là những cái thanh đồng dẫn nhiệt tiếp xúc trực tiếp với GPU và VRAM. Thì như vậy cái luồng nhiệt nó sẽ được tỏa đều ra các cái linh kiện ở phía dưới giúp tăng cái hiệu năng cũng như cái hiệu quả của tản nhiệt và giúp cho đương nhiên là giúp cho cạc của anh em nó mát hơn rồi. Phần backplate kim loại vẫn được làm với màu đen truyền thống và cùng với đó thì anh em có thể nhìn thấy là logo Xtreme và GeForce RTX được in ngay trên bề mặt.
Và như anh em nhìn thấy là sẽ có hai cái lỗ hổng, thì một phần là LED Arus và hai là lỗ hổng tản nhiệt đã được làm rộng hơn. Và cái phần này đã được Gigabyte sử dụng từ trước, và cụ thể là trên con EagleOC 3070 mà mình đã làm review ở tuần trước. Mục đích thì đương nhiên là để đẩy gió ra ngoài và làm tăng cái hiệu năng tản nhiệt. Về kết nối thì 3080 Outlook Extreme được trang bị 3 cổng DisplayPort, 3 cổng HDMI và 3 cổng cấp nguồn 8 pin. Tổng điện năng tối đa mà card tiêu thụ được là 525W. Công suất điện tiêu thụ tối thiểu ở trong cái hệ thống thì sẽ là 850W. Và như vậy thì nếu mà anh em muốn build bộ PC thì anh em nên trang bị cho bộ PC của mình những con nguồn 1000W. Và đương nhiên là Hà Nội Computer đang bán rất nhiều những cái mẫu 1000W chuẩn 80 Plus Gold để anh em có thể lựa chọn. Và đương nhiên là khi mà trang bị những mẫu nguồn như thế thì cái điện năng được đưa lên bộ máy nó cũng sẽ đều và ổn định hơn, giúp cho bộ máy của anh em bền và không gặp bất kỳ vấn đề gì khi sử dụng cả. Điểm mạnh của 3080 Outlook Extreme là cái mức xung cao chót vót kể cả khi ở cái chế độ mặc định. Và ngay khi mà box seal ra thì chúng ta đã thấy là Gigabyte trang bị cho VRAM và GPU tổng cộng là 20 phase, nhiều hơn 2 phase so với phiên bản Founder Edition. Toàn bộ VRM và VRAM đều được áp thẳng vào cục tản to bằng Thermapad. Riêng GPU thì được trang bị kỹ hơn bằng phương thức tản nhiệt Vapor Chamber. Đại khái thì đây là kiểu để một hỗn hợp chất lỏng bên trong giúp truyền nhiệt hiệu quả hơn từ GPU tới toàn bộ khối đồng hấp thụ nhiệt. Để kiểm nghiệm cái khả năng tản nhiệt thì chắc chắn là chúng ta lại dùng những cái test bench đã quá là quen thuộc là Core i9-10900K và mainboard Z490 Arus Elise. Với cái mức xung của card mặc định là 1905MHz so với con số là 1710 tiêu chuẩn đến từ NVIDIA, thì mình có thử nghịch ép xung thêm một chút thì cái mức xung tối đa đạt được là 1985 xung từ GPU và 1238MHz xung VRAM, tương ứng với lần lượt là cộng 80 và cộng 400 trong phần mềm ép xung. Khi đó thì hiệu năng trong Unizin Heaven tăng thêm khoảng 4%. Khi chạy Unizin thì xung nhịp thật sự của card được đẩy lên còn cao hơn trong GPU-Z, chạm ngưỡng 2070MHz, còn ép xung lên thì nó lên tới tận là 2175MHz. Đây cũng là cái mức xung cao nhất mình ghi nhận được trên một con 3080. Nhiệt độ thì có vẻ là Gigabyte đã set firmware để luôn giữ GPU ở mức tầm 65 độ. Mặc định thì quạt sẽ quay khoảng 70% và khi ép xung thì quạt sẽ quay đến 80%. Và nó để giữ cho card ở trong cái mức nhiệt này. Nhìn chung thì cái mức này nó khá là ổn, nhưng mà đây là khi mình để trên bench table. Còn khi mà nhét vào case thì có lẽ là câu chuyện nó sẽ khác, và nhiệt độ lúc đấy nó sẽ phải tầm trên 70 độ. Xét về những cái thông số cơ bản và giá bán thì như anh em có thể thấy, Outlook Extreme 3080 là một con card rất là khỏe và đẹp. Ngoài ra nó cũng rất là độc khi mà bây giờ chỉ có Gigabyte là hãng duy nhất ứng dụng cái màn hình LCD vào trong sản phẩm của mình, thay vì chỉ là những cái giải đèn LED RGB để trang trí lập lòe đã quá là quen thuộc ở trên thị trường cũng như trên các cái sản phẩm khác rồi. Và việc bỏ ra 30 triệu để có lại cho mình một con card có những công nghệ tối tân nhất, đèn LED đẹp và khả năng tùy biến cá nhân cao, màn hình LCD này anh em có thể thay đổi và đèn LED RGB anh em có thể thay đổi theo ý. Ngoài những cái công nghệ tối tân trên thì anh em sẽ được bonus thêm một con chip để trang trí. Nhưng mà cái mức giá để sở hữu cái phiên bản 3080 Outlook Extreme, tức là cái phiên bản cao cấp nhất bây giờ ấy, và những phiên bản thấp hơn, nó chênh lệch 7 triệu, một khoảng cách khá là xa. Nhưng mà cái hiệu năng chênh lệch nó lại không được tương xứng với số tiền đấy cho lắm, theo mình là như thế. Và nếu mà anh em chỉ quan tâm đến cái hiệu năng nó ổn thì nên hướng tới những cái con nó phổ thông hơn như là EagleOC hay là GamingOC thì đã có một cái sức mạnh đã rất là tốt rồi. Còn với cái mức giá chênh lệch này mà anh em muốn sở hữu thì nó sẽ hướng tới những anh em mà kiểu không có gì ngoài tiền, đẹp trai ấy, và muốn có cho mình những cái công nghệ tối tân nhất và những cái đỉnh của chóp đến từ Gigabyte, thì đây sẽ là một con card hướng tới những anh em như vậy. Và bên trên thì là tất cả những gì về Outlook Extreme 3080. Và anh em thấy sao, cái mức giá 7 triệu chênh lệch giữa phiên bản cao nhất và thấp nhất như vậy nó có ổn với cái hiệu năng như thế này hay không? Hãy để lại bình luận phía dưới cho chúng mình biết. Ngoài ra thì đừng quên để lại một like để ủng hộ cho chúng mình, và cũng như là bấm vào nút subscribe cũng như là hình cái chuông để có thể theo dõi cũng như cập nhật những cái thông tin mới nhất đến từ Hà Nội Computer. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số video tiếp theo.